Chào các bạn, một ngày mới tươi đẹp. Hôm nay mình có cái cây violet lớp màu tím này nè. Mình muốn lai giống. Mình sẽ lai tạo đó, bằng cái hoa này. Bây giờ bắt đầu là mình sẽ lai tạo cho các bạn coi nha. Thì các bạn sẽ chuẩn bị này, một cái lưới lam, dây và một cái cây tăm ha. Cây tăm các bạn vót cái đầu nhọn này nè, cho nó nhọn đi ha. Đó. Để lấy phấn cho cái gì hết. Đó. Thì một cái dâu lam này nè, dây để cột ha. Giờ và có các bạn sẽ dùng một cái chế một cái miếng để vạch vạch cái ấy ra, thì các bạn tự chế nha. Mình chế cái này để vạch ra rồi tiến hành mình ấy ha. Thì các bạn sẽ rạch rạch một đường đó, các bạn sẽ rạch một đường ha. Rồi các bạn sẽ dùng cái này, các bạn banh ra, banh ra để tìm cái gì, tìm cái nhụy nó chứ không có tìm cái gì hết đó, banh nó ra. Mình coi thử cái nhụy nó nằm ở đâu để mình biết mình thủ phấn. Các bạn tìm đúng cái nhụy nó nha, tìm được cái nhụy nó đây, cái nhụy nó đây đây, cái nhụy nó đây các bạn, đây cái nhụy nó đây. À, đó, cái nhụy nó nè, các bạn thấy chưa, đó cái nhụy nó đó. Đây là cái nhụy noãn đó nha. Thì các bạn sẽ dùng một cái bông đực đó, các bạn để đây, tìm được được rồi các bạn để đây ha. Rồi các bạn sẽ dùng một cái bông đực nè, đây dùng một cái bông đực. Thì các bạn muốn lai cái bông nào đó thì tùy. Ví dụ cái bông này là bông Vĩnh Lộc năm nè, thì mình sẽ lai bằng cái bông Vĩnh Lộc năm. Các bạn xé ra đó, thì nó sẽ lòi cái nhụy ra nè, thấy không? Đó, thì các bạn sẽ dạch tìm cái tìm cái phấn đực nó. Tìm cái phấn đực nó. Đó, thì trong này nó sẽ có một cái cục phấn. Trong này nó sẽ có một cái cục phấn nha. Thì các bạn sẽ lấy cái cục phấn đó. Đó. Lấy cục phấn này đó, phấn nè. Rồi các bạn sẽ tét nó vào đây đó, tét nó vào đó. Mình lấy thêm phấn đi, phấn nó ít quá. Tìm được cái bông nào cho nó có nhiều phấn đó, các bạn lai nó mới cho nó ấy được. Lai cái này các bạn phải khéo tay, phải kỳ công mới được, chứ không phải làm là nó được liền đâu nè. Đó, các bạn thấy cục phấn không, các bạn sẽ trét nó vào đây, trét nó vào cái nõn nè. Đó.
làm cho nó khéo khéo tay chứ giờ. Để nó vào cái nón đó. Rồi. Giờ các bạn lấy cái dây các bạn cột lại cho đựng nước nó đựng vô. Bằng đầu thì mình lai nó hơi khó nhưng mà sau mình làm riết nó quen. Giờ mình lai cây nào mình cũng lai được hết á. Các bạn biết không, cái bông hút cơ là cái bông rất là khó chịu, ít cái khi nào nó đậu lắm. Hay là cái bông ngọc băng cũng vậy. Nhưng mà mình lai nó vẫn được. Thì tỷ lệ thành công nó cao, nói chung mình khéo tay thôi. Cái cây ngọc băng á là cái cây nó khó đậu vô cùng. Mình lai rất là nhiều mà đa số là nó thúi, nó không chịu đậu. Cái thằng ngọc băng á, với lại thằng hút cơ. Tại vì bản thân của thằng hút cơ nó lại không có nhị đực. Nó chỉ có cái nõn cái không à. Các bạn banh ra là chỉ thấy có nõn cái không à, nó không có nhị đực, cũng giống như cây kỳ duyên cũng vậy. Nó không có nhị đực. Cho nên là muốn lai nó là phải kiếm cái nhị đực của một cái bông khác. Thì sau khi này nó lớn lên thì không biết là nó có giống không thì mình không biết. Nó có sự ấy thôi. Đó, thì hai cái bông violet lớp này là mình lai hết. À. Lai cái bông này mình lấy ngày hôm qua, hôm nay cái này mình mới lai. Nghe không? Đó, rồi mình sẽ đi quay cái bông hot girl cho các bạn coi và cái bông cây ngọc băng cho các bạn coi ha. Ngọc băng là mình lai rất là nhiều. Hôm nay nó đậu được có hai trái này nè. Đây được một trái này nè các bạn. Đó, giờ là đậu rồi nè. Đó, giờ cành này đậu được hai trái, còn nhiều thúi, đa số nó thúi, lai đậu thúi đó, thúi hết. Nè, các bạn thấy không? Nè. Mình lai về là bắt đầu nó thúi nè. Đó, giờ là nó thúi rồi nè. Nó không đậu đâu. Nó vàng cái nõn này là nó không bao giờ nó đậu nè. Các bạn lai xong rồi các bạn thấy cái nó vàng nè. Nó vàng vậy là nó không có đậu. Nó phải xanh. Nó xanh, xanh thì nó mới đậu. Đó, mình lai rất là nhiều mà nó khó đậu lắm. Chứ cái thằng hot girl này nó rất là khó chịu. Mình lai rất là nhiều mà nó khó đậu, mà may mắn sao nó đậu được nè. Nó đậu được hai trái nè, các bạn thấy không? Nè. Đó, ở đây nó cũng đậu được hai trái nữa nè. Nè các bạn thấy nè. Đó, nó đậu được hai trái này thấy chưa? Đó. À, đây cũng được hai trái nữa nè. Rất là khó đậu nha. Thôi buổi sáng mình quay video chút xíu làm quà cho các bạn. Chúc các bạn ngày mới mạnh khỏe nha, làm việc hiệu quả. Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.